Chào anh chị, với một số đơn vị có nhiều kế toán cùng làm việc trên phần mềm Misa, nhiều anh chị vẫn chưa biết cách cài thêm một máy trạm để kết nối với dữ liệu trên máy chủ của đơn vị như thế nào, hoặc còn lo lắng việc cài đặt khó khăn và không kết nối được dữ liệu của máy chủ. Thì hôm nay, Misa xin hướng dẫn anh chị cách cài thêm máy trạm và thực hiện kết nối với máy chủ trên phần mềm Misa SME một cách nhanh chóng và đơn giản nhất qua 3 bước nhé. Bước 1. Tải bộ cài Misa SME. Trước khi thực hiện tải, anh chị kiểm tra xem máy chủ chứa dữ liệu đang dùng phần mềm Misa SME phiên bản mấy. Sau đó, tại các máy trạm, anh chị tải bộ cài cùng phiên bản với máy chủ. Em ví dụ như máy chủ đang sử dụng phần mềm Misa SME 2022R12. Thì tại máy trạm, em sẽ truy cập vào trang web forum.misa.vn. Chọn đến biểu tượng sản phẩm Misa SME 2022. Sau đó, chọn nơi tải bộ cài phần mềm. Tại đây, anh chị có thể chọn phiên bản cần cài đặt. Em ví dụ em chọn là phiên bản R12. Và bấm vào đường dẫn bộ cài để tải về. Bước 2. Cài đặt phần mềm. Sau khi tải về xong, anh chị bấm vào bộ cài để thực hiện cài đặt. Khi chương trình giải nén xong, sẽ xuất hiện bảng thông báo cài đặt. Anh chị nhấn tiếp tục. Tại mục thỏa thuận sử dụng, anh chị chọn đồng ý và nhấn tiếp tục để chuyển sang bước lựa chọn thư mục cài đặt. Anh chị có thể nhấn thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định hoặc bấm tiếp tục để cài đặt theo thư mục mặc định. Sang bước tiếp theo, chọn loại cài đặt. Tại đây, khi đã xác định máy mình là máy trạm, anh chị tích chọn vào ô máy trạm, sau đó anh chị nhấn tiếp tục và thực hiện cài đặt phần mềm. Khi quá trình cài đặt hoàn thành, hệ thống sẽ xuất hiện màn hình thông báo. Anh chị nhấn hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt. Bước 3. Kết nối máy chủ. Anh chị mở phần mềm lên và thực hiện kết nối với dữ liệu ở máy chủ. Đối với máy anh chị là máy trạm, do dữ liệu kế toán không được lưu trên máy trạm, nên máy trạm chỉ có thể làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác thuộc cùng mạng LAN hay còn gọi là máy chủ. Sau khi cài đặt phần mềm, theo bước 1 phía trên, anh chị mở phần mềm Misa SME 2022 trên máy trạm lên và thực hiện kết nối dữ liệu trên máy chủ như sau. Trên máy chủ, anh chị nhấn mở dữ liệu kế toán. Tại phần thông tin chọn dữ liệu đăng nhập, anh chị bấm mở rộng. Anh chị lấy thông tin máy chủ kết nối từ máy chủ để điền vào máy trạm. Tức là anh chị cần mở phần mềm trên máy chủ lên, anh chị có thể xem, copy hay nhập đúng thông tin máy chủ kết nối trên máy chủ và điền tương tự vào thông tin máy chủ kết nối trên máy trạm. Sao cho hai thông tin đấy giống nhau. Tiếp đến, anh chị chọn đúng dữ liệu kế toán muốn làm việc, điền thông tin đăng nhập và nhấn đồng ý để kết nối vào dữ liệu và làm việc. Trường hợp nếu anh chị không tìm thấy được máy chủ trên máy trạm thì thực hiện như sau.
kiểm tra địa chỉ IP tại máy chủ. Tại giao diện đăng nhập trên máy chủ, anh chị chọn vào menu tệp Thông tin máy chủ. Ở đây, anh chị chọn đúng máy chủ SQL mình đang sử dụng và sau đó nhấn vào sao chép địa chỉ IP máy chủ để gửi qua máy trạm hoặc ghi lại. Máy trạm kết nối bằng IP máy chủ. Trên màn hình đăng nhập của máy trạm, tại mục Máy chủ kết nối, anh chị dán địa chỉ IP máy chủ vừa sao chép lúc nãy vào. Sau đó, chọn đến dữ liệu kế toán sẽ hiện lên các dữ liệu làm việc. Nếu anh chị chọn dữ liệu kế toán nhưng vẫn không hiển thị dữ liệu làm việc thì có thể máy trạm và máy chủ của anh chị đang không nằm trên cùng một hệ thống mạng LAN dẫn đến không kết nối được với nhau. Lưu ý, trong trường hợp máy chủ đặt địa chỉ IP động thì địa chỉ IP sẽ bị thay đổi thường xuyên, đặc biệt là sau khi khởi động hoặc mở lại máy tính. Vì vậy, để việc kết nối với máy chủ theo địa chỉ IP được ổn định, anh chị nên đặt IP tĩnh cho máy hoặc nhờ kỹ thuật thực hiện thiết lập lại nhé. Misa đã hướng dẫn anh chị cách cài đặt máy trạm đồng nhất với máy chủ và kết nối máy chủ máy trạm trên Misa SME. Misa hy vọng video hướng dẫn này sẽ giúp anh chị thực hiện dễ dàng hơn. Trong quá trình cài đặt và sử dụng, nếu có vướng mắc cần được Misa giải đáp, anh chị có thể đăng bài lên cộng đồng hỗ trợ Misa SME trên Facebook để được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhé. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh kèm nút chuông nho nhỏ để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!